Điều gì tạo nên chiến thắng thực sự trong cuộc sống? Đó là một câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta đã tự hỏi vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Chiến thắng không chỉ là về việc đạt được mục tiêu, mà còn là về việc vượt qua những thử thách và khó khăn mà chúng ta gặp phải trên con đường đó. Câu hỏi này, xưa như trái đất, đã vang vọng qua lịch sử, tìm kiếm câu trả lời trong trí tuệ của các nhà chiến lược và triết gia, từ những văn bản cổ xưa đến những tác phẩm hiện đại. Con người luôn tìm kiếm những lời khuyên và hướng dẫn để đạt được thành công và hạnh phúc. Ít nhân vật nào đưa ra lời khuyên vượt thời gian như Tôn Tử, vị tướng quân sự Trung Quốc cổ đại, và là tác giả của cuốn Binh Pháp Tôn Tử. Tác phẩm của ông không chỉ là một cuốn sách về chiến lược quân sự, mà còn là một kho tàng trí tuệ về cách sống và làm việc hiệu quả. Mặc dù được viết từ nhiều thế kỷ trước cho các tướng lĩnh trên chiến trường, các nguyên tắc của Tôn Tử vẫn còn nguyên giá trị trong thế giới hiện đại của chúng ta. Những bài học của ông có thể được áp dụng không chỉ trong quân sự, mà còn trong kinh doanh, chính trị và thậm chí trong cuộc sống cá nhân hàng ngày. Lời dạy của Tôn Tử vượt xa chiến lược quân sự, mang đến những hiểu biết sâu sắc có thể áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực cạnh tranh nào. Trong thế giới kinh doanh, những nguyên tắc này có thể giúp các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định thông minh, quản lý rủi ro và tối ưu hóa tài nguyên. Trong thể thao, chúng có thể giúp các vận động viên phát triển chiến lược thi đấu và tinh thần chiến đấu. Từ phòng họp đến các mối quan hệ cá nhân, trí tuệ của ông soi sáng con đường dẫn đến thành công, dạy chúng ta cách vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, và cuối cùng là đạt được mục tiêu của mình. Trong cuộc sống cá nhân, những nguyên tắc này có thể giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn, quản lý thời gian hiệu quả hơn và đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Video này sẽ hé lộ 4 trong số những bài học tâm đắc nhất của Tôn Tử, chứng minh sự liên quan và sức mạnh của chúng trong cuộc sống hiện đại. Chúng ta sẽ khám phá cách những nguyên tắc này có thể giúp chúng ta đối mặt với những thách thức hàng ngày, từ việc quản lý công việc đến việc xây dựng mối quan hệ cá nhân. Hãy sẵn sàng khám phá cách trí tuệ cổ xưa có thể giúp bạn chinh phục chiến trường của chính mình. Dù bạn đang đối mặt với một dự án lớn tại nơi làm việc hay đang cố gắng vượt qua một thử thách cá nhân, những bài học từ Binh Pháp Tôn Tử sẽ cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để đạt được thành công. Bằng cách hiểu và áp dụng những nguyên tắc này, bạn có thể khai mở một cấp độ tư duy chiến lược mới, dẫn dắt bạn đến chiến thắng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hãy cùng nhau khám phá và áp dụng những bài học quý giá này để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Biết người biết ta, bài học đầu tiên và được cho là quan trọng nhất của Tôn Tử nhấn mạnh tầm quan trọng tối cao của việc tự nhận thức. Trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc cạnh tranh nào, trước tiên bạn phải hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Việc tự xem xét nội tâm này cho phép bạn tận dụng lợi thế của mình, đồng thời giảm thiểu điểm yếu. Điều quan trọng không kém là hiểu rõ đối thủ cạnh tranh của bạn. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, động lực và chiến lược của họ. Kiến thức này cho phép bạn dự đoán động thái của họ, khai thác điểm yếu của họ và cuối cùng là vượt qua họ. Hãy tưởng tượng hai doanh nhân đang khởi nghiệp kinh doanh cạnh tranh. Người thứ nhất, hiểu rõ điểm mạnh của mình, tập trung vào đổi mới và tạo ra một sản phẩm độc đáo. Anh ta cũng nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của mình, xác định khoảng trống trong chiến lược tiếp thị của họ. Doanh nhân thứ hai, thiếu tự nhận thức, phải vật lộn để tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình và bỏ lỡ các xu hướng thị trường quan trọng. Doanh nhân đầu tiên được trang bị kiến thức bản thân và thông tin cạnh tranh đã sẵn sàng cho thành công. Thắng không cần đánh mời là thắng lợi vĩ đại nhất, Tôn Tử. Câu nói này của Tôn Tử không chỉ là một triết lý quân sự mà còn là một bài học sâu sắc về cuộc sống và chiến lược. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chiến thắng thực sự không phải lúc nào cũng đến từ sự đối đầu trực tiếp, mà từ sự khôn ngoan và khả năng nhận biết cơ hội. Tôn Tử nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt cơ hội khi chúng xuất hiện. Trong cuộc sống hiện đại, cơ hội có thể đến dưới nhiều hình thức khác nhau, từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, một lời khuyên từ một người bạn, đến một cơ hội kinh doanh bất ngờ. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn sẵn sàng và mở lòng để nhận ra và tận dụng những cơ hội này. Cũng giống như một người lướt sóng cười trên ngọn sóng, thời điểm là rất quan trọng trong bất kỳ nỗ lực chiến lược nào. Một người lướt sóng giỏi không chỉ biết cách điều khiển ván của mình mà còn biết khi nào là thời điểm tốt nhất để bắt đầu lượt. Họ phải cảm nhận được nhịp điệu của biển cả, biết khi nào sóng sẽ đến và chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng nó. Nhận biết thời điểm thích hợp và hành động dứt khoát có thể tạo ra sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại. Trong kinh doanh, thể thao hay thậm chí trong cuộc sống hàng ngày, những quyết định đúng lúc và dứt khoát có thể mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Một doanh nhân thành công biết khi nào nên đầu tư, khi nào nên rút lui và khi nào nên chờ đợi.
Một vận động viên xuất sắc biết khi nào nên tấn công, khi nào nên phòng thủ và khi nào nên giữ vững vị trí. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho những quyết định lớn lao thay đổi cuộc đời, mà còn cho cả những tình huống hàng ngày. Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối mặt với hàng loạt quyết định nhỏ, từ việc chọn trang phục, lên kế hoạch công việc, đến việc quản lý thời gian. Những quyết định này, dù nhỏ bé, nhưng nếu được thực hiện đúng lúc và đúng cách, có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của chúng ta. Hãy tưởng tượng một người tìm việc, người đã và đang siêng năng tạo dựng mạng lưới quan hệ. Họ tham gia các sự kiện, gặp gỡ những người mới và xây dựng mối quan hệ với những người có thể giúp đỡ họ trong tương lai. Họ không chỉ chờ đợi cơ hội đến, mà còn chủ động tìm kiếm và tạo ra cơ hội cho chính mình. Đột nhiên, một cơ hội bất ngờ xuất hiện, một người quen đề cập đến một vị trí tuyển dụng hoàn hảo tại công ty của họ. Đây là một khoảnh khắc quan trọng, một cơ hội mà người tìm việc không thể bỏ lỡ. Họ nhận ra rằng đây là thời điểm để hành động, để tận dụng mọi thứ mà họ đã chuẩn bị. Người tìm việc đã chuẩn bị sẵn sàng, nhận ra cơ hội, hành động nhanh chóng, tận dụng mạng lưới của họ và gửi đơn xin việc xuất sắc. Họ không chỉ dựa vào may mắn mà còn dựa vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng nhận biết thời điểm. Họ biết rằng để thành công, họ phải hành động ngay lập tức và không để lộ cơ hội. Hành động dứt khoát này được thúc đẩy bởi thời điểm và sự chuẩn bị, làm tăng đáng kể cơ hội nhận được công việc của họ. Khi nhận được tin vui, họ không chỉ cảm thấy hạnh phúc mà còn nhận ra rằng sự chuẩn bị và khả năng nhận biết cơ hội đã giúp họ đạt được mục tiêu. Tôn Tử dạy chúng ta phải cảnh giác, nhận biết cơ hội giữa những hỗn loạn và hành động dứt khoát. Trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo kế hoạch. Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với những thách thức và khó khăn. Nhưng chính trong những khoảnh khắc hỗn loạn đó, cơ hội thường xuất hiện. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn sẵn sàng và biết cách nhận ra và tận dụng những cơ hội đó. Bằng cách làm chủ nguyên tắc này, chúng ta có thể cưỡi trên những cái ngọn sóng của cuộc đời hướng tới kết quả mong muốn. Giống như người lướt sóng, chúng ta phải biết khi nào là thời điểm tốt nhất để hành động, khi nào nên chờ đợi và khi nào nên tận dụng cơ hội. Bằng cách này, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và đạt được những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống. Cây tre biết uốn trong hiểm nguy luôn có cơ hội. Tôn Tử. Chiến trường của cuộc sống hiếm khi có thể đoán trước được, những thách thức và thất bại bất ngờ là điều không thể tránh khỏi. Tôn Tử dạy chúng ta tầm quan trọng của khả năng thích ứng và khả năng phục hồi khi đối mặt với nghịch cảnh. Cũng giống như một cây tre uốn theo gió mà không gãy, chúng ta phải học cách điều chỉnh kế hoạch và chiến lược của mình, trong khi vẫn hướng tới mục tiêu chung của mình. Hãy tưởng tượng một người quản lý dự án phải đối mặt với những sự chậm trễ và cắt giảm ngân sách không lường trước được. Thay vì trở nên choáng ngợp, họ tiếp thu trí tuệ của Tôn Tử. Họ đánh giá lại tình hình, xác định các giải pháp thay thế và điều chỉnh cách tiếp cận của họ. Tư duy linh hoạt này cho phép họ điều hướng các thách thức, giữ cho dự án đi đúng hướng bất chấp những trở ngại bất ngờ. Linh hoạt không đồng nghĩa với yếu đuối. Nó thể hiện sức mạnh và khả năng thích ứng, cho phép chúng ta vượt qua những cơn bão tố và trở nên mạnh mẽ hơn ở phía bên kia. Tâm trí kỷ luật, cuộc sống chiến thắng, bài học thứ tư. Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về những nguyên tắc mà Tôn Tử đã đề ra và cách chúng có thể áp dụng vào cuộc sống hiện đại của chúng ta. Quân giới thường thắng rồi mới đánh, quân thua thường đánh rồi mới tìm cách thắng, Tôn Tử. Câu nói này không chỉ áp dụng cho chiến tranh mà còn cho mọi khía cạnh của cuộc sống. Tôn Tử nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật tự giác và lập kế hoạch tỉ mỉ trong việc giành chiến thắng. Ông tin rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kỷ luật là chìa khóa để đạt được thành công. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của mục tiêu rõ ràng, bởi vì không có mục tiêu, chúng ta sẽ không biết mình đang đi đâu và làm thế nào để đến đó. Chiến lược được xác định rõ ràng là bước tiếp theo. Một khi chúng ta biết mình muốn gì, chúng ta cần phải có một kế hoạch cụ thể để đạt được điều đó, và kỷ luật để thực hiện nó một cách hiệu quả. Kỷ luật không chỉ là việc tuân thủ các quy tắc, mà còn là khả năng duy trì sự kiên định và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Nguyên tắc này nêu bật sự khác biệt giữa việc chỉ đơn giản là phản ứng với các tình huống và chủ động định hình vận mệnh của chúng ta. Khi chúng ta có kế hoạch và kỷ luật, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của mình thay vì để nó kiểm soát chúng ta. Và chủ động định hình vận mệnh của chúng ta, điều này giống như việc một người thợ gốm tạo hình đất sét hay một thuyền trưởng điều khiển con tàu của mình qua những cơn bão. Hãy nghĩ về một nhà văn đầy tham vọng, người mơ ước được xuất bản một cuốn tiểu thuyết. Họ không chỉ ngồi đó và chờ đợi cảm hứng đến, mà họ phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày để biến giấc mơ thành hiện thực. Họ đặt ra một lịch trình viết lách,
và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật, nhưng đó là cách duy nhất để tiến bộ. Tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt, không bỏ cuộc dù có gặp phải những khó khăn hay trở ngại. Mỗi ngày, họ viết một chút, và dần dần, cuốn tiểu thuyết của họ bắt đầu hình thành, và tìm kiếm phản hồi mang tính xây dựng để cải thiện kỹ năng của họ. Họ không ngại nhận lời phê bình, vì họ biết rằng đó là cách duy nhất để trở nên tốt hơn. Cách tiếp cận kỷ luật này được thúc đẩy bởi mục tiêu rõ ràng và kế hoạch có cấu trúc, làm tăng đáng kể cơ hội biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Họ không chỉ có một ý tưởng mà họ còn có một kế hoạch cụ thể để thực hiện nó, làm tăng đáng kể cơ hội biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Cuối cùng, sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm làm việc chăm chỉ, họ có thể nhìn thấy cuốn sách của mình được xuất bản và chia sẻ với thế giới. Tôn Tử dạy chúng ta rằng thành công không phải là vấn đề may rủi, mà là kết quả của việc lập kế hoạch tỉ mỉ, kỷ luật kiên định và thực hiện không ngừng nghỉ. Ông tin rằng bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành công nếu họ sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không bỏ cuộc, mà là kết quả của việc lập kế hoạch tỉ mỉ, kỷ luật kiên định và thực hiện không ngừng nghỉ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cải thiện bản thân và không ngừng học hỏi từ những sai lầm của mình.